Mến chào bà con đã quay trở lại với kênh mua bán nhà đất Tây Ninh nha. Và hôm nay á, thì em có mặt ở khu vực xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu. Chỉ cách chùa Tòa Thánh mình một cây số thôi. Có một cái căn nhà cấp 4 mới vừa được hoàn thiện với thiết kế hiện đại, một sân ô tô, một phòng khách, 3 phòng ngủ và một khu vực sân sau cực kỳ rộng rãi cho bà con mình luôn. Và cái con đường phía trước nhà này hiện trạng đang là đường đất nha bà con. Đường này thì là đường đất đã được rải sỏi cao ráo nè. Và bà con mình thấy nè, chỉ cách đường DT 781 ở phía ngoài 50m thôi nha bà con. Và đầu đường thì bà con mình chỉ cần rẽ phải thôi, bà con mình di chuyển một cây số thì chúng ta sẽ về đến ngay khu vực chùa Tòa Thánh. Rẽ trái thì bà con mình sẽ đi về hướng ngã ba Bàu Năng, cũng như là đi về hướng Uỷ Ban Xã và chợ Bàu Năng nha bà con. Và cái đường ngược lại thì bà con mình thấy nè, đây là cái đường vô sớm. Các ngã tư ở đây đều thông thương với nhau nên là mình rất là dễ đi lại. Nhà cửa ở đây thì rất là đông luôn cho bà con mình nha. Và căn nhà này mới vừa được xây xong luôn, là em ghé em quay liền gửi cho bà con mình xem luôn nè. Nhà thì xây bà con mình thấy rất là đẹp luôn, phía trên là có mái đổ nè, có mái ngói gắn rất là đẹp hả bà con. Trụ rào ở đây dán gạch toàn bộ luôn, gắn cả một cái chiếc đèn cổng như thế này, hình pha lê rất là dễ thương ha. Cổng rào thì thiết kế hình trụ, cái kiểu mới bây giờ mình có thể mở ra mở vô rất là thoải mái luôn hả bà con. Sơn chi tiết màu đen cho bà con mình nè. Sân ở phía trong đây á, là mình sẽ có một cái chiều dài sân này là khoảng hơn 5m nha bà con. Nên bà con mình có ô tô 4 chỗ, 7 chỗ, cỡ lớn luôn thì mình cũng thấy đậu ở khu vực sân này rất là dễ dàng luôn. Hai bên tường á, ở đây là tường này là xây lên cho bà con mình 2m nè, xây cao lên phía trên là 2m rồi. Tô hết cho bà con mình và bê cái màu trắng này nhìn rất là đẹp này ha. Phía trên á là có luôn cả cái khung sắt rồi bà con. Mấy cái khung sắt này rất là đẹp cho bà con mình nè. Máy tôn đồ đã được bắn hết rồi, cái này là mình không có sợ bị mưa nó tạt vào trong ấy, cũng như là che nắng che mưa rất là tốt cho bà con mình luôn. Và đây sẽ là cái mặt dựng nè bà con. Mặt dựng của ngôi nhà của mình á, là hai bên mình sẽ có hai cây cột rất là to như thế này. Đây là cây cột nhà của mình, dán gạch rất là đẹp luôn, dán gạch tới lên trên trần cho bà con mình luôn rồi. Và một cái trần đã được đóng gạch cao, đi một chiếc đèn led giữa trần cho bà con mình nha. Bộ cửa của ngôi nhà này á, là mình sẽ không sử dụng cửa nhôm. Ở đây mình sẽ sử dụng một bộ cửa sắt nha bà con. Cửa này là sử dụng sắt hợp rất là to này. Kể cả đây là kính cường lực, một cái tấm kính mà con mình thấy cái cửa là muốn to hơn em luôn bà con. Cửa rất là to luôn ha. Cửa là sử dụng cửa 4 cánh nè, có trang bị rèm cửa cho bà con mình sẵn luôn nha. Và phía trong đây sẽ là cái không gian phòng khách của chúng ta. Thì cái chiều ngang của căn nhà mình á, là ngang 5m và chiều dài là 39m nha bà con. Ở một cái chiều dài rất là thoải mái luôn, để bà con mình có thể có được một cái chiếc sân sau để mình có thể trồng một số loại cây, hay là mình có thể xây thêm một cái phòng hay là một cái kho khu vực phía sau cũng rất là tuyệt vời nha bà con. Đây không gian phòng khách ở đây thì mình sẽ được trang bị một cái cây, một bức tranh đồng tiền vàng rất là to luôn. Tranh này sẽ là tranh dán nha bà con, nên là mình không thích cái mẫu mã của tranh kiểu này thì mình có thể gỡ cái bức tranh này ra, sau đó chúng ta có thể mua cái bức tranh khác về để mình dán lên lại nha. Gạch dán lên tường này, dán cao lên cho bà con mình 1m rưỡi luôn. Và gạch này mình sẽ đi hai màu, một màu trắng sữa và một màu xám ở phía dưới. Gạch này có hoa văn luôn, nhìn rất là đẹp bà con. Cái kiểu trần cũng là kiểu trần mới luôn. Một cái phong khách trần cũng là trần rất là đẹp nè. Đi cái tông bê màu xám và một chiếc đèn pha lê thả xuống giữa nhà, nhìn rất là đẹp nè. Cửa sổ ở đây thì mình sẽ có một cái cửa sổ lớn luôn, ngay không gian phòng khách, một cái cửa sổ lùa 4 cánh. Khung phía trong cũng là khung sắt luôn nha bà con. Rèm cửa này bà con thấy nè, ở đâu có cửa là ở đó mình sẽ có màn nha. Và một cái đường luồn ở đây. Và cái căn nhà của mình á, 3 phòng ngủ và sẽ có sẵn 2 cái toilet ở trong phòng nha bà con. Đây rèm cửa của cái đường luồn của mình. Đường luồn này, cái đường luồn này bà con là có 2 viên gạch, là rộng khoảng cỡ được 1m2 nha. Đi thì hai người mình đi né nhau cũng thoải mái nha bà con. Trần cũng là trần thạch cao hết luôn, rất là đẹp. Do là nhà mình là xây hết đất á, nên là cột mình sẽ nằm ở phía trong như thế này nha. Bên đây là một dãy 3 phòng ngủ. Thì cái phòng đầu tiên này á, nó sẽ không có cái toilet nha bà con. Phòng đầu tiên thì sẽ không có toilet cho bà con mình. Phòng này thì em theo em đếm á, thì nó cũng khoảng hơn 10m vuông nha bà con, hơn 10m vuông. Ở đây mình có chừa dây điện, ống đồng máy lạnh, cũng như là một cái trần thạch cao cho bà con mình rồi. Các cái khung ô làm gió thì đã đóng kín sẵn rồi. Cửa mình đây mình cũng sử dụng là cửa nhôm luôn, cửa nhôm kính cường lực khác bà con. Bên đây sẽ là cái căn phòng thứ hai nè bà con. Đó, diện tích phòng này cũng rất là rộng rãi ha. Trần á, thì từ dưới nền mà cao lên đến trần khoảng gần 4 mét nha bà con. Ở bên đây thì cũng có cái toilet nè. Hai cái phòng phía sau này mình sẽ được trang bị một cái toilet xinh xinh bé bé như thế này nha bà con. Cái phòng ngủ thứ ba thì cũng có luôn cái toilet trong phòng như vậy. Bà con mình lớn tuổi rồi, mình có cái toilet trong phòng thì mình dễ đi lại hơn, dễ cái việc vệ sinh của mình hơn. Thì bên cái phòng thứ ba này nó sẽ khác ở một cái đặc điểm, đó là cái trần của mình. Một cái trần đã được dán những ngôi sao, một cái mặt trăng và sơn lên màu vàng, nhìn rất là nổi bật nha bà con. Bên đây sẽ là cái toilet của chúng ta. Góc toilet thì cái này thì bà con mình có thể thiết kế thêm một tí, giống như là mình để một cái góc để mình có thể tắm, hoặc là một cái góc mình có thể gắn một cái bồn rửa mặt ở trong phòng luôn, rất là tiện ha bà con. Khu vực phía sau này mình sẽ có được một cái không gian phòng bếp, phải nói là rất là đẹp nha. Đây bà con mình tiến ra phía sau với em nha. Cái không gian bếp ở phía sau này nó rất là rộng luôn. Một cái căn nhà ngang 5 dài 39 và có được một cái sân sau và một cái nhà bếp rất là rộng rãi, thoáng mát như thế này. Mặt bếp là mình dán đá hoa cương nha bà con. Còn cái này là mặt kính sơn ngược nè. Kính sơn ngược thì sẽ là một cái phong cách mới cho bà con mình. Kệ tủ bếp trên, đây là kệ tủ nhôm nha. Cái nhà này thổ cư là đã được lên 80 m² rồi. Và quay về hướng chánh đông cho bà con mình. Bà con mình đã xem đến phía sau này rồi thì có ai đón được cái giá chưa ạ? 1 tỷ 620 triệu, không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào. Mọi thủ tục về vấn đề pháp lý, giấy tờ, thuế thì bên em sẽ hỗ trợ cho bà con mình. Bà con mình chỉ cần ngồi ở nhà thì bên em sẽ đem sổ đến tận nơi cho bà con mình luôn nha. 1 tỷ 620 triệu. Bà con mình mà xem đến đây mà ưng rồi thì bấm cái số điện thoại này giúp em nha, 0839 666 736 nha bà con. Bấm cái số điện thoại đó gọi cho bên em thì bên em sẽ hỗ trợ cho bà con mình nha. Và thường bên em khi mà đăng những clip nhà này lên thì sẽ có những cái mã số, thì bà con mình khi mà xem mình có thể nói là mã số nào của cái nhà nào, thì bên em sẽ tư vấn cho bà con mình dễ dàng hơn nha. Ở phía sau này sẽ là cái không gian cuối cùng của ngôi nhà. Bên đây thì mình sẽ có một cái góc sàn nước nè bà con, một cái góc sàn nước ở dưới đất ha, một cái góc để máy giặt nè, và nhà tắm toilet mình sẽ đặt riêng, mình sẽ không xây chung, ở đây mình sẽ đặt riêng nha. Nhà tắm ở đây rộng lắm bà con, nhà tắm ở đây khoảng hơn 2 mét ha. Có gắn một cái sen tắm đơn giản nè. Bên đây mình có một cái bồn rửa mặt, nước ở nhà cũng đã có sẵn nè, điện cũng có sẵn, điện nước là có đầy đủ hết. Bà con mình chỉ cần dọn nội thất vô là mình ở thôi nha. Bên đây mình sẽ có một cái bồn cầu ngồi nguyên khối luôn, đây mà không gian cũng được dán gạch rất là sạch sẽ. Em thích nhất là cái sân ở phía sau này nè. Nhà mình mà có một cái sân như thế này nó rất là thoải mái luôn bà con. Cái chiều dài sân này là nó khoảng hơn 5 mét nha bà con. Trên cái sân thì mình có một cái cây dừa rất là triệu quả luôn. Rất là nhiều quả luôn hả bà con. Dừa thì là giống dừa lùng, dừa sim lùng. Hai bên ở đây thì mình có tường rào rồi, có lưới B40 kéo hết cho bà con mình. Khu vực phía sau cũng là nhà dân đang ở nha bà con. Có cái con đường ở phía sau nữa. Bên đây cũng là nhà dân mình luôn. Một cái căn nhà nằm ở khu vực dân cư nha bà con. Bà con mình mà sợ nhà mà ở khu vắng vẻ thì sợ đúng không ạ? Nhưng mà cái nhà này là không có vắng nha bà con, san sát với mình hết luôn. Thì bà con mình mà ở thành phố Hồ Chí Minh, Bến Xe An Sương thì theo em đo được là từ vị trí nhà này mà mình đi về đến Bến Xe An Sương là tầm khoảng 80 cây số nha bà con. 80 cây số thì bà con mình sẽ về đến ngay khu vực Bến Xe An Sương. Còn nếu như bà con mình ở Thủ Dầu Một Bình Dương thì mình đi qua đến cái căn nhà này là tầm khoảng 70 cây số nha. Còn ai mà ở Đức Hoà Long An mình đi lên đến đây nó tầm khoảng 75 cây. Một căn nhà 1 tỷ 620 triệu sở hữu toàn bộ nhà và đất này, không phát sinh thêm chi phí nào hết nha. Bà con mình ưng ý liên hệ ngay cho bên em 0839 666 736 nha bà con ơi. Bây giờ em sẽ gửi cho bà con mình xem qua cái trích lục trước. Hiện tại thì đang có trích lục thì em gửi bà con mình xem trích lục nha. Ở đây mình sẽ có cái trích lục của cái thửa đất này nha bà con. Thì tổng cái diện tích nhà của mình là 196,3 m², thổ cư thì mình đã lên được 80 m² rồi. Và 116 m² còn lại là cây lâu năm nha bà con. Đây là cái đường ở phía trước nha, là con đường đất 8 m, ngang 5 dài 39 m, đất vuông vức rất là đẹp hả bà con. Vừa rồi em đã gửi cho bà con mình xem qua được cái trích lục của cái căn nhà này rồi. Ngang 5 dài 39, một cái hậu rất là dài, rất tuyệt vời. 1 tỷ 620 triệu sở hữu toàn bộ nhà và đất này. Thì bà con mình ưng ý đến khu vực Tòa Thánh, em có thể đón bà con mình đến xem căn nhà, ưng là mình có thể chốt liền trong ngày luôn nha bà con. Cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi video. Bây giờ thì em sẽ cùng bà con mình đi một vòng xung quanh các con đường ở đây, cũng như là đi ra chùa Tòa Thánh cho bà con mình ngắm nhìn đường xá nha. Xin mời bà con. Kênh mua bán nhà đất Tây Ninh chuyên mua bán, ký gửi, nhận, quay video, review, livestream bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh hoàn toàn miễn phí. Quý cô chú anh chị mình có thể liên hệ 0839 666 736 để được kênh mua bán nhà đất Tây Ninh hỗ trợ cho bà con mình nha. Cảm ơn bà con đã quan tâm ủng hộ kênh mua bán nhà đất Tây Ninh trong thời gian vừa qua. Mọi chi tiết về bất động sản bà con mình có thể liên hệ em Hậu hoặc em Phong thông qua số điện thoại 0839 666 736. Cảm ơn bà con nha. Và bây giờ từ vị trí của căn nhà thì em sẽ đi ra cái con đường DT 781 để mình có thể đi về hướng chùa Tòa Thánh nha bà con. Thì từ vị trí nhà mà mình di chuyển ra đường DT 781 thì nó sát bên luôn các bà con ơi, chỉ cách có vài chục mét thôi. Thì con đường DT 781 này sẽ nối giữa huyện Dương Minh Châu và thành phố Tây Ninh. Thì ngay khu vực này thì bà con mình có thể rẽ trái để mình đi về hướng chợ Bàu Năng, đi về ngã ba Bàu Năng. Bây giờ em sẽ rẽ phải để em đi về khu vực chùa Tòa Thánh nha bà con. Thì khi bà con mình ở khu vực Bàu Năng này mà mình muốn đi làm ở khu vực thành phố Tây Ninh á, thì từ vị trí căn nhà mà bà con mình đi về ngay trung tâm, ngay dòng xoay 30/4 thì nó chỉ cách đây khoảng 5 cây số thôi nha bà con. Khoảng 5 cây thì bà con mình sẽ đi về đến dòng xoay nha. Rất là gần, và con đường DT 781 này cũng rất là rộng. Sẽ có hai lane, mình rất là dễ di chuyển, khi mình có xe hơi á, mình đi cũng rất là dễ dàng đó bà con. Và bên tay trái đây sẽ là chùa Tòa Thánh nha bà con. Phía bên tay trái đây là chùa Tòa Thánh nè. Thì bà con mình đang tìm một cái căn nhà, một cái bất động sản gần chùa, gần thành phố Tây Ninh thì mình có thể đến và xem thử cái căn nhà này nha bà con. Ngang 5 m, dài 39 m và có 3 phòng ngủ, 2 toilet, 1 cái sân sau, rất là rộng rãi, thoải mái, tha hồ để cho bà con mình có thể trồng cây, thả cá, nuôi gà nha. 1 tỷ 620 triệu thôi, không có xin em bất cứ chi phí nào. Bà con mình có thể liên hệ 0839 666 736 nha bà con. Và video kênh mua bán nhà đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.